Và những tiết học trước chúng ta đã được làm rất nhiều các bài thực hành liên quan tới các bản vẽ, và đó là đều là những bản vẽ các khối hình học đơn giản ha. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nội dung công nghệ 8 của chúng ta, và chúng ta tìm hiểu về nội dung gì ha. Và đây, nếu như khi các em học về các môn sinh học chẳng hạn, nếu như các em muốn quan sát được bên trong của thực vật, các loại quả hoặc là bên trong của các động vật, thì theo các em là chúng ta thường phải làm gì? Ví dụ có một quả cam ở đây, vậy cô muốn quan sát được cái cấu tạo bên trong của quả cam, nó có hình dạng, màu sắc và cấu tạo như thế nào, thì cô sẽ làm gì? Tuấn Anh. À, cô cắt ra rồi cô lấy kính hiển vi cô soi ạ. À, cắt ra và lấy kính hiển vi quan sát đúng không nào? Hoặc là quan sát đơn giản là sau khi chúng ta bổ đôi hoặc là bổ cái quả cam này ra, thì chúng ta cũng nhìn được khái quát cái cấu tạo bên trong của nó. Còn việc mà sử dụng kính hiển vi đó là em quan sát cấu tạo sâu hơn nữa, là cấu tạo tế bào ha. Hoặc là nếu như cô muốn quan sát được quả đu đủ bên trong của nó là nó có hạt hay không, màu sắc của nó như thế nào, cũng tương tự như vậy ha. Cô cũng sẽ cắt cái quả đu đủ này ra để xem là bên trong của nó có hạt hay không, hạt màu gì và kết cấu nó ra sao, vân vân. Và trong kỹ thuật cũng vậy, có rất nhiều các đồ vật và chi tiết khác nhau, và chúng ta muốn quan sát được cấu tạo bên trong của nó thì chúng ta cũng phải gần như tưởng tượng ra cái phương pháp này, và đó chúng ta gọi đó là phương pháp tạo ra hình cắt. Bây giờ bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về nội dung đó là hình cắt và bản vẽ chi tiết. Đây là chúng ta sẽ thực hiện, đó là nội dung của những bài đầu tiên trong chương số 2, bản vẽ kỹ thuật. Rồi tiết số 11, hình cắt, và chúng ta tìm hiểu về nội dung và cách đọc của bản vẽ chi tiết. Về đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu khái niệm hình cắt là như thế nào và cái cách tạo ra cũng như là công dụng của hình cắt để làm gì ha. Chúng ta tìm hiểu về khái niệm về hình cắt. Để tìm hiểu về khái niệm của hình cắt thì chúng ta sẽ nhìn cho cô hình ảnh sau đây. Đây là hình 8.2, đây là quá trình tạo ra hình cắt của một ống lót. Chúng ta nhìn từng tự ha. Bắt đầu từ vật thể, rồi cắt đôi, sau đó chiếu và cuối cùng tạo hình cắt. Bây giờ để các em có thể hình dung rõ hơn về cách tạo ra hình cắt của ống lót này thì chúng ta sẽ xem cho cô quá trình mô phỏng như sau ha. Ban đầu cô sẽ có một vật thể là cái ống lót. Bây giờ cô muốn coi xem là bên trong vật thể này nó sẽ có hình dạng và kết cấu như thế nào, thì cô sẽ tưởng tượng ra lấy một mặt phẳng và gọi đó là một mặt phẳng cắt. Giống như việc mà chúng ta muốn bổ quả cam thì chúng ta sử dụng dao để chúng ta bổ vậy á. Rồi sử dụng một mặt phẳng cắt ha. Đây là chúng ta tưởng tượng nha. Rồi chúng ta sẽ bổ đôi vật thể này ra. Và lúc này đây chúng ta sẽ được đó là hai phần vật thể. Một phần vật thể ở phía trước mặt phẳng cắt và một vật thể ở phía sau mặt phẳng cắt. Vậy lúc này đây chúng ta sẽ quan tâm cho cô đó là phần vật thể ở sau mặt phẳng cắt. Trong trường hợp này, khi chúng ta đưa mặt phẳng cắt cắt đôi vật thể này ra thì chúng ta thấy rằng sẽ có những phần của vật thể sẽ tiếp xúc với mặt phẳng cắt này. Vậy lúc này đây, chúng ta sẽ đem một nửa sau của vật thể, mà nửa sau này chính là nằm phía sau mặt phẳng cắt. Chúng ta đem chiếu lên mặt phẳng chiếu. Rồi, đây là một mặt phẳng chiếu. Chúng ta có thể sử dụng đó là phương pháp là sử dụng phép chiếu vuông góc để tạo ra hình chiếu. Rồi, đem chiếu nửa sau của vật thể phần nằm phía sau mặt phẳng cắt lên mặt phẳng hình chiếu. Chúng ta sẽ nhận được đó là một hình ảnh của vật thể này. Nhưng lúc này đây chúng ta không gọi là hình chiếu. Trong trường hợp này chúng ta không gọi là hình chiếu đứng, mà lúc này đây chúng ta sẽ gọi nó chính là hình cắt. Vì để tạo ra được hình ảnh này thì chúng ta phải sử dụng đến là phương pháp tưởng tượng ra một mặt phẳng cắt để cắt vật thể. Nên là hình này chúng ta gọi đó là hình cắt. Và chúng ta có thể bổ sung thêm đó là vị trí của hình cắt. Hình cắt này ở vị trí đó là hình chiếu đứng. Và các em nhìn kỹ phân biệt giữa hình cắt và hình chiếu, đó là trên mỗi hình cắt thì phần nào của vật thể bị mặt phẳng cắt đi qua hoặc là tiếp xúc, thì lúc đó phần đó chúng ta sẽ biểu diễn bằng nét gạch gạch như thế này.
Vậy đây là một quá trình tạo ra hình cắt của ống lót. Với những mô phỏng vừa rồi thì bây giờ bạn nào hãy cho cô biết thế nào là hình cắt. Thế nào là hình cắt? Hãy dựa vào những thông tin đã cung cấp ở trong sách giáo khoa và hãy cho cô biết thế nào là hình cắt. Thế nào là hình cắt đây? Thương. Dạ thưa cô, hình cắt là hình biểu diễn phần vật thể ở sau mặt phẳng cắt, ở sau mặt mặt phẳng cắt. Hình cắt dùng để biểu diễn rõ hơn hình dạng bên trong của vật thể, phần vật thể bị mặt phẳng cắt cắt qua được kẻ cạnh gạch. Bạn Hương đã nêu luôn công dụng của hình cắt. Ở đây khái niệm hình cắt bạn nêu rất chính xác. Ở đây hình cắt chính là hình biểu diễn phần vật thể nằm sau mặt phẳng cắt. Rồi. Ngoài ra chúng ta còn có công dụng của hình cắt, đó là dùng để biểu diễn rõ hơn hình dạng bên trong của vật thể. Và lưu ý dùng cho cô, đó là phần nào của vật thể bị mặt phẳng cắt, cắt qua hoặc là tiếp xúc với mặt phẳng cắt thì chúng ta sẽ biểu diễn bằng nét gạch gạch để chúng ta phân biệt giữa hình cắt và hình chiếu. Các em ghi cho cô nội dung này vào vở. Rồi, cô sẽ chụp lại nội dung này gọi lên ô chat. Rồi đề nghị các bạn chúng ta mở camera lên trong quá trình học tập nha. Hiện tại chỉ có 6 bạn chúng ta đang mở cam thôi. Bạn Nhất Phương mở camera nhưng cô không thấy bạn Phương đâu hết. Rồi giờ mới thấy nè. Em viết bài em cúi xuống cô. Rồi bạn viết bài. Rồi các em viết nội dung này xong chưa? Và đây để có thể luyện thêm được đó là cách tạo ra hình cắt như thế nào thì các em hãy làm cho cô một bài tập điền quyết như sau. Ở đây cô có 4 vị trí đang cần phải điền những từ phù hợp vào và cô có 4 từ đó là mặt phẳng chiếu, sau, trước và mặt phẳng cắt. Vậy các em hãy lựa chọn những từ phù hợp điền vào những chỗ trống này để chúng ta hình dung được đó là cách tạo ra hình cắt như thế nào. Rồi bạn Thương chúng ta đã làm xong rồi nè. Và những bạn khác chúng ta suy nghĩ ra chưa? Rồi cô mời Thương. Dạ thưa cô là dùng mặt phẳng cắt. Tưởng tượng cắt vật thể thành hai phần, bỏ đi phần vật thể phía trước mặt phẳng cắt, chiếu nửa sau vật thể lên mặt phẳng chiếu. Hình nhận được trên mặt phẳng chiếu là hình cắt. Chính xác rồi ha. Dùng mặt phẳng cắt tưởng tượng là cắt vật thể thành hai phần và chúng ta sẽ bỏ cái phần vật thể ở phía trước mặt phẳng cắt và chúng ta chỉ chiếu đó là nửa sau vật thể lên mặt phẳng chiếu. Khi đó hình nhận được chúng ta sẽ
thu được đó chính là hình cắt. Đó, chính xác rồi ha. À, ví như trong trường hợp này, chúng ta sẽ tưởng tượng là có một khoảng cách cách đôi vật thể. Rồi phần phía trước của vật thể thì chúng ta sẽ bỏ qua. Vậy thì phần phía sau của vật thể, những phần nào tiếp xúc cũng như là đường mặt khoảng cách cắt qua thì chúng ta sẽ biểu diễn bằng nét gạch gạch ha. Ta đem nửa sau của vật thể, phần nằm phía sau mặt khoảng cách này, đem chiếu lên mặt phẳng chiếu. Và lúc này đây chúng ta sẽ thu được đó chính là hình cắt. Và lưu ý đây là hình cắt, chúng ta không gọi là hình chiếu. Và để thể hiện tính tương đối cũng như là cái liên quan giữa hình chiếu và vị trí của nó thì trong trường hợp này chúng ta có thể nói đó là hình cắt ở vị trí hình chiếu đứng. Đó, rồi chúng ta lưu ý chỗ đó để cách hình thành ha. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu qua nội dung nữa. Ở đây chúng ta thấy rằng đây là một cây bút. Bạn nào có thể kể cho cô nghe một cây bút thì nó sẽ gồm có những bộ phận nào? Một cái bút bi thì sẽ có những bộ phận nào? Lớp mình học quá trầm luôn. Kể về bộ phận của cây bút bi thôi mà các em cũng không nail được nữa ha. Chúng ta không nhất thiết phải nhìn mô hình, chúng ta nghĩ bình thường chúng ta hay dùng bút nè. Chúng ta sẽ biết ngay là cây bút chúng ta sẽ có những bộ phận nào, đúng không? Cấu tạo của một cây bút có rất nhiều bộ phận như là gì? Ruột bút, vỏ bút nè, đầu bút nè, nắp bút nè, vân vân. Rồi tương tự như vậy, đó là một đồ dùng mà quen thuộc mà lớn hơn so với cây bút bình thường, nồi cơm chẳng hạn. Nồi cơm điện sẽ gồm có rất nhiều bộ phận khác nhau. Chúng ta có thể thấy là phần vỏ bên ngoài của nồi cơm, phần ruột nồi hoặc là chúng ta gọi là cái nồi cơm, rồi nắp nồi, nắp trong, nắp ngoài, rồi dây dẫn, rồi chưa kể công tắc điều chỉnh vân vân. Có nghĩa là chúng ta thấy dù là cái dụng cụ đó lớn hay là nhỏ thì chúng ta thấy đều được tạo thành bởi rất nhiều các bộ phận ghép lại với nhau, và từng bộ phận trên các thiết bị và các dụng cụ này chúng ta gọi đó là mỗi đoạn bộ phận đó là một chi tiết. Và chúng ta muốn tạo ra từng chi tiết này thì chúng ta cũng phải thể hiện hình dạng và kết cấu của từng chi tiết này trên bản vẽ, và bản vẽ đó chúng ta gọi là bản vẽ chi tiết. Vậy bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu qua nội dung số 2 để xem là bản vẽ chi tiết sẽ gồm có những cái nội dung gì. Rồi các em quan sát cho cô, đây là một bản vẽ chi tiết. Vậy thì bản vẽ chi tiết này sẽ gồm có những nội dung gì? Em quan sát được những nội dung thông tin gì trên bản vẽ này? Em quan sát thấy được điều gì trên bản vẽ? Rồi bạn nào có thể mô tả cho cô nè, trên bản vẽ chi tiết này đây em thấy được những cái thông tin gì trên bản vẽ này? Lớp mình chỉ có một mình bạn Hương có sách và một mình bạn Hương học thôi hả? Những bạn khác chúng ta có quan sát và chú ý không? Đúng không bà Châu? Dạ thưa cô, là trong này thì em cũng quan sát được các khung bản vẽ và khung tên cô. À cô có khung tên. Rồi em thấy được điều gì nữa? Cái hình mà được biểu diễn đó cô. Hình biểu diễn. Rồi hết chưa? Mấy cái con số về kích thước với lại là các yêu cầu kỹ thuật. Đúng rồi. Đó là những cái nội dung mà bạn sẽ thấy được trên một bản vẽ chi tiết, bao gồm khung tên, hình biểu diễn, yêu cầu kỹ thuật cũng như là kích thước. Và đó đều là những cái nội dung cơ bản của một bản vẽ chi tiết. Rồi sẽ gồm có hình biểu diễn và gồm có các kích thước cũng như đó là yêu cầu kỹ thuật. Rồi đó là khung tên, cái phần mà hôm bữa giờ cô yêu cầu các em trình bày về bản vẽ đó phải đúng kích thước vậy đó.
Vậy thì nội dung của bản vẽ chi tiết sẽ gồm có 4 nội dung. Và mỗi nội dung này sẽ thể hiện chúng ta những cái yếu tố và đặc thù khác nhau, như hình biểu diễn. Vậy ở đây hình biểu diễn sẽ cho chúng ta biết được vấn đề gì về chi tiết này. Hình biểu diễn, dựa vào hình biểu diễn sẽ cho chúng ta biết được điều gì, Vinh Thư? Bạn Vinh Thư đâu em? Trâm Anh? Cô ơi, màn hình của em nó bị gì á cô? Nó bị màu, nó bị đen xì màu màn hình luôn đó cô. Rồi, vậy đó là do lỗi mạng rồi. Em có thể thoát ra rồi vào lại. Dạ. Nhật Anh? Trong dạ. Nếu em hình biểu diễn như thế này thì em sẽ biết được vấn đề gì liên quan tới cái chi tiết này. Dạ em không biết. Cũng không biết luôn, mấy đứa này không biết là ở nhà có nghiên cứu sách vở chứ không biết nữa. Nên học từ công dễ đến công khó công nào cũng không biết hết. Châm. Dạ cái hình biểu diễn. Dạ cho biết cái vị trí của hình cắt. Cho biết vị trí của hình cắt. Hoặc là đơn giản là gì, dựa vào hình biểu diễn thì em phải biết được gì, hình dạng của chi tiết đó. Có phải bữa giờ em vẽ, bạn vẽ rất là nhiều dựa vào hình chiếu mà em đã vẽ, chúng ta gọi đó là hình biểu diễn, sẽ cho biết được hình dạng của vật thể. Ở đây dựa vào kích thước sẽ cho biết được kích thước thực tế của chi tiết này. Và dựa vào kích thước này chúng ta cũng có thể kiểm tra được sau quá trình sản xuất. Rồi cung tên này sẽ cho chúng ta biết được những cái thông tin liên quan đến chi tiết, ví dụ là chi tiết này có tên gọi là gì, vật liệu gì làm ra chúng, và cái tỷ lệ của bản vẽ này là bao nhiêu. Cái phần này rất là quan trọng ha. Nếu chúng ta không đọc tỷ lệ này có nghĩa là chúng ta sẽ làm sai kích thước. Ở trong đây đa phần các kích thước đều sử dụng đó là đơn vị mm. Và nếu như tỷ lệ 1:1 có nghĩa là chúng ta thấy rằng chiều dài của ống lót này sẽ là bằng 3 cm chẳng hạn, hoặc là 30 mm. Rồi ngoài ra yêu cầu kỹ thuật cho chúng ta biết được những cái yêu cầu cần đạt được đối với sản phẩm đó ạ. Vậy nội dung sẽ gồm có 4 phần. Các em ghi cho cô những chữ màu đỏ thôi ạ. Đó là hình biểu diễn, kích thước, yêu cầu kỹ thuật và khung tên. Nội dung của bản vẽ chi tiết sẽ gồm có 4 phần, đó là hình biểu diễn, kích thước, yêu cầu kỹ thuật và khung tên. Ứng với từng nội dung như vậy thì khi mà chúng ta đọc một bản vẽ chi tiết thì chúng ta cũng phải đọc một cách trừng tư ha, với bàn bám sát với những nội dung có trong bản vẽ chi tiết này. Vậy thì với cái phần mà đọc bản vẽ chi tiết thì chúng ta sẽ đọc như thế nào? Rồi chúng ta chỉ ghi cho cô những chữ màu đỏ nha. Phần số 3 là đọc bản vẽ chi tiết. Vậy chúng ta sẽ có trình tự đọc bản vẽ chi tiết như thế nào? Hãy tham khảo nội dung trong sách giáo khoa và nêu cho cô trình tự đọc một bản vẽ chi tiết. Cô Bạch Thùy, hãy cho cô biết là trình tự đọc một bản vẽ chi tiết là chúng ta sẽ đọc bắt đầu từ nội dung nào đến nội dung nào? Thưa cô, trình đọc một bản vẽ chi tiết là chúng ta sẽ đọc cung tên trước, xong rồi tới đọc hình biểu diễn, kích thước, yêu cầu kỹ thuật và tổng hợp. À đúng rồi. Ở đây chúng ta sẽ đọc các nội dung đó là cung tên, hình biểu diễn, kích thước và yêu cầu kỹ thuật. Và cuối cùng chúng ta sẽ tổng hợp lại những cái thông tin liên quan đến sản phẩm đó. Rồi các em viết nhanh cho cô những cái trình tự đọc này ha. Vừa sau chúng ta sẽ học một bản vẽ nữa, đó là bản vẽ lắp. Ở trong bản vẽ kỹ thuật đó, thì sẽ có rất nhiều dạng bản vẽ khác nhau. Và ở đây các em sẽ học chủ yếu cho cô đó là hai dạng bản vẽ cơ bản, đó là bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp. Bản vẽ lắp ở đây có nghĩa là
sau khi chúng ta đã chế tạo từng chi tiết riêng rồi thì chúng ta sẽ sử dụng mảnh vẽ đó để chúng ta lắp ráp các chi tiết lại đó, chúng ta đã làm hiểu cái cơ cấu bài chúng ta là như vậy nha. Về ở đây trong cái trình tự đọc này chúng ta cũng phải nắm rõ ha, để chúng ta phân biệt với về sau chúng ta học về các bản vẽ khác và cũng để chúng ta làm các bài tập về sau nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu xem là từng nội dung này thì chúng ta sẽ đọc những cái ý chính gì trong bản vẽ ha. Khung tên ở đây, đây chính là phần khung tên. Vậy thì trong khung tên này chúng ta cần phải nắm được cho cô đó chính là ba yếu tố: tên chi tiết, vật liệu và tỷ lệ. Vậy thì bạn nào có thể đọc nhanh cho cô ba yếu tố này nào? Tên chi tiết này là gì? Vật liệu là vật liệu gì? Và tỷ lệ ra sao? Hoàng Văn. Được, cô tên chi tiết là ống lót, vật liệu thép tỷ lệ 1:1. Đúng rồi, đó là thông tin ở trên phần khung tên. Tiếp theo đó là hình biểu diễn. Ở đây chúng ta còn hai hình biểu diễn trong cái trường hợp bản vẽ ống lót này. Vậy thì trong hình biểu diễn chúng ta cần phải nắm cho cô hai thông tin. Thứ nhất đó chính là tên của hình chiếu và vị trí của hình cắt. Vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ xem cho cô, ở đây chúng ta sẽ có những hình chiếu với tên gọi là gì và hình cắt ở vị trí nào. Rồi hãy đọc cho cô hai thông tin này nha. Khánh Duyên. Dạ thưa cô, vị trí hình cắt là ở vị trí hình cắt ở đâu? Ở giữa. Đây nè, ở vị trí này là thường chúng ta hay vẽ hình chiếu gì ở đây? Dạ hình chiếu cạnh ạ. Sao lại hình chiếu cạnh? Hình chiếu cạnh đâu mà đúng. Đúng rồi. Hình chiếu đứng. Vậy thì, đúng rồi, vị trí này chúng ta hay để hình chiếu đứng. Vậy thì hình cắt thì đang ở vị trí của hình chiếu gì? Dạ hình chiếu đứng ạ. Đúng rồi. Và hình chiếu bên này chúng ta gọi là hình chiếu gì? Dạ hình chiếu cạnh. Đúng rồi. Và trong trường hợp này chúng ta sẽ xác định là sẽ có hai hình chiếu. Một đó là hình chiếu cạnh ở đây. Hai đây là chính là vị trí của hình chiếu đứng. Nhưng lúc này đây, vị trí này chúng ta không đặt đó là hình chiếu đứng mà đó chính là gì? Là hình cắt, vì hình biểu diễn này có nét gạch gạch. Nên chúng ta sẽ có là hình cắt ở vị trí hình chiếu đứng và chúng ta có một hình chiếu cạnh. Yếu tố thứ ba là chúng ta sẽ đọc đó là về kích thước. Đây, trong trường hợp này đối với hình cắt này người ta thể hiện hết kích thước trên hình cắt. Vậy ở đây chúng ta sẽ đọc tất cả những cái kích thước liên quan tới hình biểu diễn này. Và mỗi hình biểu diễn sẽ có những kích thước khác nhau. Như trong trường hợp này thì chúng ta sẽ có thấy là ba kích thước. Vậy hãy cho cô biết là 30 này thể hiện đó là kích thước gì của hình biểu diễn này. 30 này có nghĩa là kích thước gì của ống lót đây? 30 là kích thước gì em? Thân. Cô mời bạn Thân. Em thưa cô, 30 này đó là kích thước gì của ống lót? 3 là. Sao em? À, 30 là chiều dài. Em nói to lên cô không nghe được tiếng của em. Rồi cô mời bạn Phúc. Dạ rồi cô, 30 của ống lót là chiều dài của ống lót, chiều dài. Đúng rồi. Vì đây là hình chiếu của dạng hình chữ nhật nè, đây là hình cắt của dạng hình chữ nhật nè. Vậy 30 này thể hiện đó chính là gì? Chiều dài của ống lót. Còn đây chúng ta thấy có hai kích thước là một cái 28 và một cái là 16. Và lưu ý trong trường hợp này hình chiếu cạnh của nó lại dạng là hình tròn thì chứng tỏ rằng ống lót này phải là một ống lót có dạng gì? Hình trụ, và trụ này trụ rộng. Vì trụ rỗng nên thành ra nó sẽ có hai đường kính ngoài và đường kính trong. Ở đây 28 thì trước số 28 và số 16 này có một cái vòng tròn và gạch chéo thì chúng ta đây là ký hiệu của đường kính ha. Thì đây chúng ta đọc là phi, phi 28 và phi 16. Thì 28 này sẽ thể hiện đây là đường kính ngoài của ống lót.
và phi 16 là đường kính trong của ống lót. Rồi đó là liên quan đến phần kích thước và mỗi bản vẽ, mỗi hình biểu diễn và mỗi vật thể thì sẽ có kích thước khác nhau nha. Rồi yêu cầu kỹ thuật thì khá là đơn giản đây. Tất nhiên cô là chúng ta thấy chữ yêu cầu kỹ thuật liền rồi. Đối với yêu cầu kỹ thuật sẽ có hai phần, đó là phần gia công và phần xử lý bề mặt. Ở đây gia công chính là phần nội dung gì? Làm tù cạnh. Làm tù cạnh là chúng ta sẽ hình dung giống như là ở cái cạnh bàn, cạnh ghế. Nếu chúng ta không làm tù sẽ là gì? Là góc nhọn, à, góc vuông ha. Và chúng ta sẽ làm tù bát lên của nó đi. Như vậy sẽ vừa tăng cái tính thẩm mỹ, vừa đảm bảo an toàn trong quá trình chúng ta sử dụng. Mạng kẽm. Ở đây ống lót là được làm bằng thép. Thép cũng là một liều rất là khó bị han rỉ. Tuy nhiên là để tăng độ đẹp và bền cho ống lót này, người ta sẽ yêu cầu đó là xử lý bề mặt bằng cách gì? Mạng kẽm thêm vào. Cuối cùng là tổng hợp. Tổng hợp sẽ là một cái thông tin khái quát về sản phẩm này, bao gồm đó là hình dạng của chi tiết và công dụng của chi tiết này. Vậy bạn nào có thể mô tả lại dùng cho cô ống lót này có hình dạng như thế nào? Ống lót này có hình dạng như thế nào? Hồi nãy cô có nói rồi nha. Cô mời bạn Khải. Thưa cô là ống lót này có hình trụ tròn. Đúng rồi, ống lót có dạng hình trục tròn. Và ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu về công dụng của ống lót. Nếu như chúng ta tưởng tượng đó là chúng ta có hai ống nước có đường kính bằng nhau. Vậy để nối hai ống nước này, chắc hẳn rằng chúng ta nối trực tiếp hai ống vào nhau thì sẽ không được. Vì hai ống có đường kính bằng nhau thì chúng ta phủ một lớp keo bên ngoài, có nghĩa là sẽ không đảm bảo về tính an toàn ha. Vì vậy để nối giữa hai ống nước này với nhau, chúng ta sẽ sử dụng gì? Một ống có đường kính nhỏ hơn. Đó, chúng ta hình dung giống như vậy ha. Vậy ống lót này cũng có công dụng y chang như vậy, là dùng để ghép nối hoặc là đặt giữa các chi tiết với nhau. Vậy đây là cách chúng ta đặt một bản vẽ chi tiết ha. Với nội dung của phần tiếp theo, chúng ta sẽ học vào ngày thứ 7. Các em sẽ về tìm hiểu và đọc trước cho cô phần biểu diễn ren. Tìm hiểu cho cô những dụng cụ và những đồ dùng nào có phần ren bên trên và quy ước vẽ ren như thế nào. Và rút kinh nghiệm từ bữa sau, cô sẽ gọi bất chợt một bạn nào để chúng ta trả lời, chứ cô không mời những bạn chúng ta giơ tay nữa, vì rất ít bạn giơ tay ha. Rồi, bài học của chúng ta tới đây là kết thúc nhé.